Gia đình những mặt hòa thuận, hạnh phúc bên nhau, người là gì
con hả? Càng ngày càng trẻ mà, thì đẹp mà. Thì mau cho ba má được rồi, ba mẹ với người ngoại với Út bây giờ uống rượu nha. Dạ. Rồi hỏi nến nha. Hỏi nến trước thì hỏi nến thì để nó chạy. Ừ, ba đang nè. Một, hai.